Cô gái kinh ngạc khi phát hiện trong túi đồ của mình có thêm một chiếc huy hiệu. Khi cô cầm nó lên thì liền bị dọa sợ giật nảy mình. Đây là chuyện quái gì vậy? Chiếc huy hiệu rơi xuống mặt đất, cô lại thử cầm nó lên. Không phải chứ. Đợi đến khi cô cầm chắc chiếc huy hiệu thì lại xuyên đến một cánh đồng lúa mạch. Nhìn ngắm xung quanh, cô phát hiện phía xa có một tòa tháp đồ sộ. Cô không tự chủ được bước qua đó, nhưng giây tiếp theo, cô đã bị cộc đầu. Người đàn ông bên cạnh đang định nhặt chiếc huy hiệu giúp cô vội vàng ngăn anh ta lại và nhanh trí dùng vỏ kẹo cao su nhặt nó lên, bởi cô không muốn người khác phát hiện ra bí mật này. Trên đường về nhà, cô đã bảo bố sờ vào chiếc huy hiệu, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào nó chỉ có phản ứng với cô thôi sao? Vậy thì quá thú vị rồi. Ông bố thấy hành động kỳ quái của con gái thì liền thu hồi chiếc huy hiệu. Đến tối, vì lòng hiếu kỳ sai khiến mà cô đã lén lẻn vào phòng của bố. Cô lại sờ vào chiếc huy hiệu và ngay lập tức đến được cánh đồng lúa mạch. Sau đó, cô đã tiến về phía tòa tháp phía xa, rồi đột nhiên bị một bức tường vô hình chặn lại. Khi cô men theo bức tường, thì giây tiếp theo, vì bị ngã không hề nhẹ nên lần này cô đã đạp xe ra ngoài. Nhìn về hướng tòa tháp, cô đạp xe đến nơi thoáng đãng phía xa. Ước chừng được khoảng cách, cô lại lần nữa chạm vào chiếc huy hiệu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô liền ngây người. Chỉ thấy mấy người đang tự do bay lượn trên không trung. Đột nhiên hai người trong đó đã đụng vào nhau. Cô gái tên là Casey, cô muốn chạy qua đó xem chuyện gì đang xảy ra. Cú va chạm cực mạnh đã khiến người đàn ông văng thẳng lên cầu. Casey phát hiện tàu điện ngầm của thế giới này lại có thể trôi nổi trên không. Còn có cả hồ bơi trong suốt. Và cả tên lửa vận hành tự động. Tất cả mọi thứ đều nằm ngoài tầm hiểu biết của cô. Trên tàu điện ngầm, cô đột nhiên phát hiện huy hiệu hiển thị đếm ngược, có lẽ là sắp hết điện rồi. Lúc này, cô nghe thấy nhóm hành khách định lên phi thuyền đến nơi cách đó 20 năm ánh sáng. Cô cũng muốn đi nên đã đi theo họ. Nhưng nào ngờ dưới chân cô lại có nước. Cô vội vàng bước về phía chiếc phi thuyền, nhưng thời gian đếm ngược đã kết thúc, mực nước ngày càng dâng cao. Ai có thể ngờ được thứ này cũng cần năng lượng để duy trì chứ. Đúng lúc quan trọng thì lại hết điện, sao mày lại hết điện vào đúng lúc này chứ? Casey nhanh chóng trở về nhà để tìm kiếm thông tin về chiếc huy hiệu này. Quả nhiên có một cửa hàng đang thu thập chiếc huy hiệu này. Khi cô đến cửa hàng đó và đặt chiếc huy hiệu lên bàn, ông chủ liền hỏi ai đã đưa cho cô chiếc huy hiệu này. Nhưng Casey cũng không biết là ai đã cho cô nữa. Đó là lý do cô đến cửa hàng họ để hỏi thăm, nhưng họ lại hỏi ngược lại cô. Cảm thấy không đúng, Casey đang định xoay người bỏ đi. Nào ngờ hai vợ chồng ông bà chủ lại cầm súng đồ chơi lên không cho cô đi. Nhưng Casey không sợ thứ đồ chơi này. Hai người đang đùa tôi phải không? Nào ngờ ông chủ đã bắn thẳng một phát lên trần nhà. Trên trần nhà lập tức xuất hiện một cái lỗ lớn. Casey bị dọa sợ hết hồn. Ông bà chủ vẫn truy hỏi người đã đưa chiếc huy hiệu cho cô, nhưng Casey thực sự không biết là ai. Lúc này, một quả cầu từ ngoài cửa rơi vào trong cửa hàng. Vào khoảnh khắc ông bà chủ chuẩn bị nổ súng thì đã bị quả cầu đóng băng. Lúc này, một bé gái nhảy vào từ cửa sổ, bảo cô mau chạy đi, nhưng tay của Casey cũng bị đóng băng rồi. Bé gái chỉ có thể giúp cô từ từ rút tay ra, mà quả cầu đóng băng cũng lập tức vỡ ra. Hai ông bà chủ lập tức phản kích, nhưng bé gái cũng không phải người tầm thường. Chỉ thấy cô bé tay không quật ngã hai ông bà chủ, chỉ vài chiêu đã giật đứt đầu của bà chủ và tiện tay giải quyết luôn ông chủ. Sau đó, bé gái kéo Casey xông ra ngoài. Thì ra hai ông bà chủ đều là người máy, được đặt thiết bị tự phát nổ. Ngay lập tức, cả cửa hàng đã bị nổ tung. Hai người tiến về chiếc xe phía trước. Bé gái liền đấm một cú vào cửa kính. Casey còn muốn hỏi thêm, nhưng bé gái đã đẩy cô lên xe, mà vội vàng rời khỏi nơi này. Quả nhiên khi họ vừa mới rời đi, mấy người cảnh sát và một người mặc đồ đen đã đuổi tới. Người mặc đồ đen vừa tới đã giải quyết nhóm cảnh sát. Sau đó lấy trong đống đổ nát ra cái đầu điện tử của ông chủ. Biết được tung tích của Casey, hắn ta liền đuổi theo. Lúc này, Casey đang trên xe mới biết được bé gái tên là Athena Hena, đến từ thế giới song song công nghệ cao đó, và cô bé cũng là một người máy. Casey vừa nghe thấy cô bé cũng là người máy, cho rằng họ là một bọn nên đã đập phanh. Athena Hena đang lái xe thì lại bị Casey ở một bên ngăn lại. Sau đó Casey mở cửa xe rồi chạy ra ngoài. Athena thấy thế vội vàng đuổi theo, nhưng lại bị một chiếc xe màu đỏ lao đến đụng bay. Tài xế sợ hãi không biết phải làm sao, định xuống xe kiểm tra tình hình. Casey ở một bên nhân cơ hội chui vào xe rồi lái xe chạy mất. Mà Athena bị đụng ngã ở một bên đã ngồi dậy. Dù sao cô bé cũng là một người máy, chuyện này cũng chẳng nhằm nhò gì. Cô bé thiết lập lại chương trình, rồi chạy theo hướng Casey phóng đi.
bật chế độ chạy nước rút, Athena lao nhanh như tên lửa. Casey thấy Athena sắp bắt kịp mình. Sau đó nhảy một cú lên trên đỉnh xe, Casey đạp phanh gấp, cô bé lập tức ngã vào trong ghế lái phụ. Sau đó Athena rút chìa khóa xe ra, rồi thuận tay tháo luôn tay lái. Casey vô cùng sợ hãi liền hét lên. Tiếp đó, Athena nói với Casey, cô bé đến trái đất để tìm kiếm những người trong mộng. Chính cô bé là người đã đưa chiếc huy hiệu cuối cùng cho Casey, đồng thời nói với Casey, thế giới song song lúc trước mà Casey nhìn thấy đang sắp sụp đổ. Athena bảo Casey hãy ở lại, bởi vì chỉ có Casey mới có thể cứu được thế giới đó. Casey suy nghĩ một hồi, vì một thế giới tương lai mà cô luôn khao khát, nên cô đã quyết định cùng Athena đi tìm người trợ giúp. Khi họ đến trước nhà tiến sĩ, Athena đã bỏ lại Casey rồi lái xe rời đi. Casey chỉ có thể một mình tiến tới gõ cửa. Đột nhiên một chú chó lớn lao đến, khiến Casey sợ hết hồn, cô liền co giò bỏ chạy. Sau khi bị vấp ngã, cô mới phát hiện chú chó lớn đuổi theo mình lại chẳng hề để lại dấu chân. Lẽ nào? Cô liền giơ tay sờ qua, quả nhiên giống như cô nghĩ, đây là một chú chó hình ảnh ba chiều mà thôi. Khi cô đến gõ cửa nhà lần nữa, đồng thời còn đưa chiếc huy hiệu cho tiến sĩ xem, bảo tiến sĩ dẫn cô đến nơi đó. Nào ngờ tiến sĩ sau khi nhìn thấy chiếc huy hiệu đã dùng sóng không khí hất Casey lộn ngược lại, đồng thời nói với cô, thế giới mà cô nhìn thấy qua chiếc huy hiệu này đã không còn tồn tại nữa, chỉ là một quảng cáo từ nhiều thập kỷ trước mà thôi. Đến từ đâu thì về lại nơi đó đi, đừng làm phiền ông nữa. Đến tối, thấy tiến sĩ phớt lờ, Casey đã lén đốt cháy chiếc xe mà ông yêu thích nhất. Tiến sĩ tức giận chạy ra ngoài dập lửa. Khi ông đã phun chiếc xe thành một tác phẩm điêu khắc bằng, thì mới phát hiện Casey đã đột nhập vào trong nhà, đã thế còn nhốt ông ở ngoài cửa. Ông tức giận bảo Casey mở cửa cho ông, nhưng Casey chẳng hề quan tâm và cũng dùng sóng không khí đẩy tiến sĩ bay xa. Sau đó cô lại vào trong phòng, phát hiện khắp nơi đều là các sản phẩm công nghệ cao được phát minh bởi tiến sĩ. Đồng thời cũng nhìn thấy hình ảnh thảm họa ở các nơi trên địa cầu qua màn hình, còn có một thiết bị giống như bộ đếm ngược. Lúc này tiến sĩ đã sử dụng cánh cửa bí mật để vào nhà. Hai người đang cãi nhau thì tiếng chuông cảnh báo vang lên, màn hình hiển thị có một vài người áo đen đã đuổi đến nơi này. Tiến sĩ vội vàng mở hệ thống phòng ngự. Nhưng vẫn bị chúng xông vào nhà. Những cơ quan mà tiến sĩ chế tạo cũng có sức sát thương đối với đám người mái này. Thấy tiến sĩ sắp bị một người máy giết hại, Casey đã cầm gậy đập mạnh vào đầu hắn. Được rồi, đủ rồi, đủ rồi. Nhưng đối phương số lượng khá đông, tiến sĩ chỉ có thể khởi động chương trình tự hủy của ngôi nhà, sau đó dẫn Casey ngồi vào bồn tắm. Và trước khi ngôi nhà tự hủy, họ đã thành công thoát ra khỏi đó, rồi rơi vào một cái hồ cách đó không xa. Mau ra đi, nếu không là chìm đấy. Thì ra ông đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Mà Athena lúc này cũng đã đuổi đến đón hai người họ. Ba người tiến thẳng đến đỉnh tháp Eiffel. Casey dùng một gậy đánh ngất bảo vệ. Tiếp đó tiến sĩ đã vào bên trong và làm một vài thao tác kỳ lạ. Trên thực tế, ông đã phá giải bí mật mà Edison để lại. Đây chính là chiếc tên lửa một chiều có thể tiến vào thế giới song song. Ba người đã vào trong tên lửa, ngồi vào vị trí cố định. Sau đó tên lửa lập tức bay lên không trung. Sau đó cùng với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tên lửa với ngọn lửa màu xanh đã bay thẳng lên vũ trụ. Khi đạt đến độ cao nhất định, nó sẽ trở lại trái đất một lần nữa. Cùng với vận tốc cao, không gian cũng biến dạng. Tên lửa đã dẫn ba người đến một không gian khác. Sau khi tên lửa hạ xuống, đập vào mắt họ là một cảnh tượng hoang vu. Thế giới tương lai sôi động trong quá khứ không còn nhìn thấy nữa. Tin tức rất nhanh đã truyền đến chủ nhân của thế giới tương lai, David. Ba người được đưa đến tháp giám sát thời không.
Bên trên có một quả cầu màu đỏ giống với trái đất, nhẹ nhàng xoay nó là có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của trái đất. Rõ ràng là ông đã huấn luyện cô bé. Hôm qua tôi mới gặp được con bé. Kase thông qua quả địa cầu nhỏ nhìn thấy tương lai của trái đất, đó là một cảnh tượng thảm họa. Có thể thấy những vụ nổ ở khắp nơi, sóng thần, núi lửa phun trào, băng tan, lũ lụt. Và những chuyện này sẽ đến với trái đất trong 58 ngày nữa. Kase nhìn kỹ và phát hiện những cảnh tượng này. Thực ra là cảnh ngày tận thế được tính toán bởi tháp giám sát, mà họ sẽ đem những tin tức này chuyển tới trái đất thông qua tháp giám sát, vốn định là nhắc nhở người trái đất phải bảo vệ địa cầu. Đừng phá hoại môi trường tự nhiên nữa. Nhưng khi con người phát hiện ngày tận thế sắp đến lại chẳng hề bận tâm, ngược lại còn trở nên tiêu cực hơn và gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng đối với môi trường. Nhìn thấy người trái đất không có lòng cầu tiến, David quyết định để người trái đất tự sinh tự diệt. Cho nên chủ nhân của thế giới tương lai này đã đóng hoàn toàn lối vào giữa hai thế giới, đồng thời phái người máy đến truy sát những người có ý định phơi bày thế giới tương lai. Lúc này, Kase thông qua quan sát đột nhiên nhận ra rằng chính là do tháp giám sát thời không, cảnh ngày tận thế được truyền đi lặp lại. Ngoài mặt là nhắc nhở, nhưng thực ra lại khiến nhân loại nảy sinh những cảm xúc tiêu cực về ngày tận thế và cuối cùng dẫn đến ngày tận thế. Nếu như đóng tháp giám sát thời không lại thì rất có thể sẽ thay đổi được tương lai. Nhưng David lại không đồng ý đóng tháp giám sát mà còn đuổi ba người khỏi thế giới tương lai. Trước lúc từ biệt, tiến sĩ đã bắt tay với David và bấm vào đồng hồ của anh ta. Athena cũng nhanh chóng giải quyết lính gác. Tiến sĩ bảo Athena đặt bom. Athena lấy ra từ trong bụng một quả bom, nhưng lại bị người máy bên cạnh nhận ra quả bom và bị bắt lại. Nhiệm vụ đặt bom chỉ có thể giao cho Kase. Kase tóm lấy thang máy, nhưng lại phát hiện mình không biết mở quả bom. May mà thông qua hình ảnh 3 chiều cô đã biết mở. Thế nhưng thang máy đã bị David kéo xuống. May mà Athena đã điều khiển người máy dùng chân đỡ thang máy. Kase đã an toàn tiếp đất. Khi Kase phát hiện quả bom rơi xuống dưới mặt đất, hiện giờ cách thời gian nổ chỉ còn mấy chục giây. Kase hoảng loạn ném quả bom vào bên cạnh cửa dịch chuyển. Hai người ở ngoài đảo nhìn thấy quả bom rơi xuống, hai người vội vàng lao vào cửa dịch chuyển. Sóng xung kích cực lớn đã đánh sập cây cột bên cạnh. Cây cột trực tiếp đè lên người David. David vẫn chưa bị nổ chết đã cầm súng laser bắn tiến sĩ. May mà Athena đã dự liệu trước chuyện này nên đã tạo ra hình ảnh 3 chiều. Sau đó lao đến trận cho tiến sĩ phát súng chí mạng. Tiến sĩ ôm Athena muốn tìm một nơi để phục hồi cho cô bé, nhưng Athena biết mình tổn thương nghiêm trọng, không thể khôi phục được nữa. Qua lời nói của Athena, tiến sĩ mới hiểu ra Athena ở bên ông từ lúc nhỏ, thực ra cũng có tình cảm đặc biệt với ông. Nhưng vì Athena là một người máy nên luôn che giấu tình cảm đối với ông, dẫn đến tiến sĩ thích Athena mà lại không có cách nào để đối mặt. Lúc này hiểu lầm cuối cùng đã được hóa giải, điều này đã khiến tiến sĩ phải rơi nước mắt. Mà chế độ tự hủy của Athena đã sớm được khởi động. Đồng thời, Athena đã bảo tiến sĩ dùng mình để dẫn nổ tháp giám sát, tiến sĩ chỉ có thể đeo thiết bị bay. Ông Athena lao lên đỉnh tháp. Rồi không lỡ buông tay để Athena rơi vào tháp giám sát. Tiếng nổ cực lớn đã tiêu hủy đi tất cả. Hy vọng tương lai của trái đất có thể được tái sinh từ sự hủy diệt. Không. Một năm sau, tiến sĩ và Kase vì tương lai tốt đẹp của nhân loại mà lại lần nữa khởi động kế hoạch tuyển chọn của thế giới tương lai. Cũng giống với Athena, họ sẽ bắt đầu một cuộc tuyển chọn toàn cầu. Một lượng lớn người từ khắp nơi trên thế giới đã nhận được những chiếc huy hiệu, càng ngày có càng nhiều người đã được đưa vào cánh đồng lúa mạch của hy vọng, cùng kiến tạo lên một thế giới song song khác. Nếu như có một ngày bạn nhận được chiếc huy hiệu dẫn đến thế giới tương lai, bạn có sẵn sàng bắt đầu lại trong một thế giới hoàn toàn mới không? Bộ phim xin được khép lại tại đây. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh nha!